Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video review và hướng dẫn sử dụng của công nghệ nhật.com. Mình là Hiếu và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một dòng sản phẩm nồi cơm cao tần Toshiba RC-VSR. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chiếc nồi này có gì đặc biệt nhé. Nồi cơm cao tần Toshiba RC-VSR được thiết kế với kiểu dáng thon gọn, tinh tế cùng với hai tông màu đen và trắng, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Nồi còn được trang bị bảng điều khiển cảm biến thông minh, hiển thị rõ ràng, thao tác đơn giản và cực nhạy. Với hai loại dung tích là 1 lít và 1.8 lít sẽ giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng lựa chọn loại nồi phù hợp với số người trong gia đình mình, đáp ứng được nhu cầu của nhiều người tiêu dùng. Ngoài ra, nồi còn có quay sách giúp bạn có thể di chuyển nồi từ các vị trí khác nhau một cách dễ dàng hơn. Công suất tối đa của nồi là 1420W, phụ kiện đi kèm theo là muỗng lấy cơm và cốc đong gạo. Lòng nồi cấu tạo 5 lớp hợp kim, dày 5mm, phủ chống dính platinum siêu bền. Sử dụng công nghệ nấu IH cao tần làm nóng trực tiếp nồi cơm mà không qua mâm nhiệt, giúp bảo toàn dinh dưỡng có trong gạo. Bên cạnh đó, nồi còn có công nghệ áp suất hút chân không độc quyền của Toshiba, giúp cơm chín sâu và dẻo hơn. Với nhiều chế độ nấu tự động được ứng dụng trong nồi sẽ giúp gia đình bạn thưởng thức được các món ăn khác nhau mà không bị nhàm chán. Phần mảng điều khiển của nồi được cấu tạo gồm 8 phím cảm ứng và một màn hình hiển thị LCD, hiển thị các chế độ nấu, thời gian, giúp người dùng có thể theo dõi các hoạt động của nồi một cách dễ dàng hơn. Và sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu xem cách sử dụng của chiếc nồi này như thế nào nhé. Và đây là phần bảng điều khiển của nồi, bao gồm màn hình hiển thị và các phím chức năng, nút cảm ứng xung quanh màn hình. Và bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết về tính năng của từng nút. Nút đầu tiên, đây sẽ là nút chọn gạo. Nút thứ hai bên trên này, đây sẽ là nút tắt và hủy chế độ. Hai nút mũi tên này dùng để điều chỉnh thời gian hiện tại và thời gian khi hẹn giờ nấu. Sang bên này, nút này sẽ là nút chọn cách nấu. Nút bên trên sẽ là nút nấu cơm, bắt đầu. Nút tiếp theo ở trên sẽ là nút hẹn giờ nấu. Nút trên cùng sẽ là nút giữ nhiệt và hâm nóng. Đầu tiên, theo quy trình nấu thì các bạn hãy lựa chọn loại gạo mà mình cần sử dụng trước, đó là bằng cách nhấn vào nút này. Các bạn hãy nhìn chữ đang nhấp nháy là mình đang lựa chọn. Loại gạo thứ nhất đó chính là gạo trắng. Gạo thứ hai sẽ là gạo không vo. Gạo tiếp theo sẽ là gạo lứt. Tiếp theo sẽ là lúa mạch. Tiếp theo sẽ là gạo đa hạt. Tiếp theo sẽ là trứng ngâm suối nước nóng. Tiếp theo sẽ là đậu hũ. Và các bạn nhấn lần tiếp cuối cùng sẽ là chế độ vệ sinh. Đó. Khi lựa chọn loại gạo xong, các bạn hãy chuyển sang nút bên này để lựa chọn chế độ nấu. Chế độ nấu, hàng thứ hai, chữ hàng thứ hai đang nhấp nháy đây. Đầu tiên, đây sẽ là Hukamano. Nấu theo thương hiệu gạo. Là nồi này là Toshiba đã nghiên cứu ra 7 thương hiệu gạo phổ biến tại Nhật để đưa ra các chế độ nấu phù hợp với từng độ cứng. Đó. Đây sẽ là nấu theo thương hiệu gạo. Đó, và sau đó các bạn hãy nhấn tiếp nút này để lựa chọn hàng thứ 3. Đầu tiên, đây sẽ là chế độ nấu cứng. Tiếp theo sẽ là chế độ nấu cứng vừa. Tiếp theo sẽ là trung bình. Tiếp theo sẽ là nấu mềm dẻo. Tiếp theo sẽ là nấu mềm. Đó. Hàng thứ 3 này mình đã lựa chọn sang cuối cùng sẽ là nấu mềm dẻo. Nhấn lần tiếp theo sẽ là chuyển sang nấu cơm trộn theo độ cứng. Đó. Chữ hàng thứ 2 đang nhấp nháy sang sẽ là chuyển sang nấu cơm trộn theo độ cứng. Và hàng thứ 3 ở dưới đây đang nhấp nháy. Đó, các bạn có thể thấy là mình có thể lựa chọn là cứng vừa và nấu trung bình, cứng trung bình. Tiếp theo sẽ là mềm dẻo. Đó. Nhấn lần nữa sẽ chuyển xuống dưới. Là hàng thứ tư. Đây. Hàng thứ tư này chữ đang nhấp nháy. Các bạn có thể lựa chọn là nấu sớm. Tiếp theo sẽ là nấu nhanh. Tiếp theo sẽ là nấu ít. Tiếp theo sẽ là nấu ngọt. Tiếp theo đây sẽ là nấu bento. Tiếp theo sẽ là nấu cơm trộn.
Tiếp theo sẽ là nấu cháo. Và cuối cùng sẽ là nấu tiết kiệm điện. Chữ số đây đang được hiển thị là thời gian nấu của chế độ. Đây đang được hiển thị là 45 phút. Đó. Khi đã lựa chọn được chế độ nấu và loại gạo mình cần sử dụng, các bạn hãy nhấn nút này sẽ là bắt đầu nấu. Đó. Bây giờ mình sẽ nhấn hủy này. Và các bạn hãy nhấn lại vào nút chọn gạo vào chế độ thứ 3. Đây sẽ là chế độ gạo lứt. Sau đó các bạn hãy nhấn vào lựa chọn chế độ. Đó, màn hình hiển thị sẽ hiển thị khác so với hai chế độ trước. Đầu tiên, chế độ đang nhấp nháy này, đây sẽ là gạo lứt lâu. Các bạn nhấn tiếp xuống dưới sẽ là gạo trắng trộn. Các bạn nhấn tiếp là theo tỷ lệ 1:1, thời gian sẽ khác nhau so với tỷ lệ 2:1. Đó, tỷ lệ 1:2 đây, thời gian sẽ khác nhau. Các bạn nhấn tiếp sẽ sang gạo lứt nhanh. Đó. Nhấn tiếp sẽ là nấu cháo. Đó, sau đó bây giờ các bạn chỉ cần nhấn bắt đầu nấu. Đó là nồi đang bắt đầu nấu. Và bây giờ mình sẽ nhấn hủy nhé. Và hai nút mũi tên ở bên trên, các bạn hãy nhấn và giữ 3 giây khi giờ nhấp nháy. Đó, sau đó các bạn hãy nhấn lên xuống để lựa chọn thời gian hiện tại. Đó, khi lựa chọn thời gian hiện tại xong, các bạn hãy nhấn vào nút hủy. Đó, để lưu thời gian mình đã đặt. Và tiếp theo, sang bên này, đây sẽ là nút ủ ấm và hâm nóng. Các bạn nhấn một lần sẽ là ủ ấm. Số 0 là 0 phút đang được hiển thị trên màn hình là báo thời gian bạn đã ủ ấm được bao nhiêu lâu. Và để hâm nóng, các bạn hãy nhấn và giữ cho đến khi đèn nhấp nháy. Đó là mình đang hâm nóng rồi. Số 9 phút này đang được hiển thị trên màn hình là thời gian còn lại của việc hâm nóng. Và bây giờ mình sẽ nhấn hủy nhé. Và tiếp theo xuống dưới này, đây sẽ là nút hẹn giờ. Các bạn hãy nhấn để lựa chọn. Đầu tiên sẽ là hẹn giờ 1 và hẹn giờ 2, tương đương như là hẹn giờ buổi sáng và hẹn giờ buổi chiều đó. Đó, và sau đó các bạn hãy lựa chọn hai nút mũi tên này để điều chỉnh thời gian mình cần hẹn. Đây. Và các bạn cũng có thể giữ nút, nó sẽ di chuyển nhanh hơn. Đó. Và khi lựa chọn thời gian mình cần hẹn rồi, sau đó các bạn hãy bấm vào nút bắt đầu. Đây. Thời gian trên màn hình sẽ là thời gian cơm chín. Đèn được hiển thị trên nút hẹn giờ là đèn báo đang hẹn giờ, đèn màu xanh. Và bây giờ mình sẽ nhấn hủy nhé. Như vậy, vừa rồi mình đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng nồi cơm cao tần Toshiba RC-VSR. Và nếu còn thắc mắc và cần giải đáp, các bạn có thể truy cập vào website côngnghệnhật.com hoặc liên hệ tới hotline miền Bắc 088-6767-888 hoặc hotline miền Nam 086-9395-888 để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.